đây là Ben à, cậu nhóc sống tại một thế giới Happy cái gì đấy, không thế giới bữa gì đó đi, để cho biết mẹ một tiếng Anh kèm không à, đấy không được à, một ngày Ben tìm thấy S à, chắc là tên là con này, con zombie à, the first undead là con zombie đầu tiên, dạ con zombie đầu tiên này à, những cái dịch đấy đi à, họ đang trao kia thành bạn với nhau à, bạn dị thường hàng sâu mặt rồi như kiểu một ham ham phải nhiều lòng trong bóng xô ấy. Ta nghe nghe về chuyện của Ben và Ed à, lập tức à, chia rẽ đôi bản thân à, đôi bản thân để sử dụng họ như là cái gì đó như là một game show tuyệt vời nhất. À, vào game rồi. Cái nhạc này giống cái nhạc của cái trò Tôi Là Bánh Mì mà mình từng chơi, I Am Bread ấy. Nhìn này. Hello. Hello Ed. Gọi là Ed đi đi, tại vì gọi Ed nó cứ kiểu đéo đấy. À. À, ấn ship là đi chậm lại chứ rồi đi nhanh hơn bình thường, nhanh quá rồi. Gì đây? Jump spike. Này. Đi nhanh quá, đi nó cứ nhanh nhanh kiểu gì ấy mẹ. Đi chậm chậm bia đỡ trong mặt. Đặt đây như cam trôn chuột phải à ha. What the fuck gì vậy? Bựa đấy, đã thấy độ bựa của game rồi à. Đem chết rồi. Giờ sao? Đến gần cái xác và ấn E. Ok. Sao lại hay đấy. Ờ hả. Ủa. Ờ đây 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 đây. Đó, sang răng 2 luôn. Cái phong cách di chuyển khá là khóng. Yo, vào game. Ê what? What? No. No. Vẫn sống. Yes, I'm đó chính là zombie đấy. Anh bất tử. Còn một tay vẫn không chịu thua. Đúng. Mình phải hồi sinh rồi. Ờ hả, ờ ây cố lên Ed, đấy cứu Ed hay đi cứu Ben nào, thôi đứt đứt mẹ một tay rồi không sợ. Ok ơi giời ơi the show must go on.
chạy nào. Đấy, có vẻ như map đầu khá là dễ. Khán giả đang trầm trồ đó. Ui, oh no, em đã hy sinh một cái chất. Đây khỏe một cái quá. Cố lên ạ. Vâng, anh vẫn kiên trì. Anh vẫn lụa. Đơn lụa. Cố lên ạ. Tội. Bắt tờ. Bắt xinh thôi. Ngon. Anh lại có chân rồi. No. Ôi. Trở về với thân thể nào. Còn phải khen nhiều. Ok. Không biết nó có giới hạn số lần. Ôi. Không biết nó có số giới hạn số lần tự respawn không hay là phải đợi. Hay là ất. Vãi cái đái. Oh, oh yeah. Vãi lìm. Khó đấy. Để khó đấy. Mình đã nhầm. Không dễ lắm đâu các bạn. Bunny. Đâu được. Bunny. Đúng rồi. Fuck. Làm sao vậy? Đúng. Đúng rồi. Đúng rồi. Fuck you. No. Ồ, oh, oh, anh vẫn đang rất lụa. Em đang tiến về đến đích. Hộp cơm gà. Và đây là Ben. Ben, my Ben. Thế. Không cứu được. Mình chưa cứu được Ben. Run through Ratchet 8. Chưa gì đã làm khó ra rồi. Run for your life. Ôi, no. Six. Cục bên này sẽ ra trước. Ôi, mất một tay rồi. Yeah. Anh không thèm spawn. Một tay không ảnh hưởng gì đến mẹ sức mạnh vô song của anh. Nhảy. Đó. Quá dễ. Easy. Ây. Oh. Rồi, qua rồi. Easy. Còn đường nào? Set the first. À. Điểm gì? Đây rồi. Yeah. Ê. Oh.
Ủa, mình nhớ chỗ này mình qua rồi mà nhỉ? À không không, đây là chỗ khác. Đây có hai cái búa này. Oh fuck. Thật là rớt sâu mất go on. Vẫn sống. Vẫn sống. Chỗ này tối quá. Địch. Fuck. Lại phải ném. Chắc là một lỗi bút rồi. Vâng, rất lụa. Nhiều búa thế. Mọi người khen nhiều. Gì vậy? Không lên được. Ra thì hôm qua mình có xem bên bên clip lủng của Hiếu Béo, thấy có thanh niên kêu chơi trò này, mình cũng lấy về chơi luôn. Chứ đâu có biết mấy game thể loại dạng bừa bộn này mấy đâu, mình toàn chơi dạng game kinh dị không. Thôi xong, mình hay chơi game kinh dị với cả mấy cái co-op multi và có bữa bữa đấy. Nhiều cái game Battle Block mà mình đã post mình cái highlight ở đó. Oh. Của thằng Andy. Thằng này lụa vãi, không thèm bị tắt luôn, vẫn nhảy rất qua, vẫn đi qua rất đều, qua rất đều. Ui shit, trời đi dài quá nhỉ. Ôi oh no. Nhảy. Nhảy. Đúng rồi. Ui. Ôi. No 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 no. Vâng, chỉ mất một tay thôi. Anh về đích rồi. Đấy. Cái mặt của thằng cái bấu xô. Thế là video của mình hầu như là chưa có ai xem luôn. Cho nên là mẹ nó như có tự kỷ ý. Tự kỷ là à ha. Mình vẫn còn ăn thiếu mất một hộp tôm gà kìa. Đi
nhiên thì cái game này có vẻ như kiểu một short game thì phải. Còn nếu mà chỉ có 6 cảnh thì nó quá ít. Tại vì mình đi nhỏ có phát ra đến cảnh 4 rồi. Cái gì đây? Doors. À, lộn qua. Đúng không? Ờ hó. Ôi ơi. Cường gà đây rồi. Đây là sao? Cut off leg để chui qua cái lỗ chó. Tao thì cắt lọt lét. What the fuck? Ép được chúng ta khỏe vãi lờ. Cái gì vậy? Không đo rửa được, không đo rửa được. À, vẫn vặt đầu được, vẫn nhảy được. Hết vật bỏ chậm được luôn. Đã tối này. Ném đầu hay ném vào đây thì phải. Ờ, chắc thế rồi. Ê. Ờ. Oh yeah. I'm in. Rồi là được thêm một hộp gà. Ủa nhưng mà có 7 hộp mà. Mình đi thiếu mẹ rồi. Ác vãi. Cái đầu mà lắc lắc. Dị vừa lời. Oh my bad. Oh. Tính cha của thằng bầu rồi. Em năm. Ôi, có một cái đầu luôn. Lép nhép để nghe kinh lại. Spoil. Đồ như bây giờ mà đến đoạn mẹ khó này. Có chân tay rồi. Vận động viên S. What? Là sao? Ở đây đi không hướng dẫn luôn. Đây chứ gì. Ờ, cho kêu vào súng. Ôi. Anh không biết thôi. Fuck.
No 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 no. Tao có ba mắt thằng hề là sao? Bay đi. Vẫn sống. Ôi trời ơi. Lại bị xiên biết. Còn thân là còn. Thôi đừng. No, đừng có đập ở đây. Cho anh chạy như kiểu hên xui ấy, chả nhìn cái gì. Đứng. Không, nóng vội được. Đúng rồi. Nó sắp đến rồi, nó sắp đến rồi. Ngồi. Đạch mẹ. Mình ghê. Ui. Ok rồi. Chết mẹ vào này. Né. Thử bắn vào đây. Fuck. Thế thì làm sao nhỉ? Bắn vào đâu được? Bắn vào đâu nhỉ? Còn đi lên trên trước. Đứng mẹ lên lại khó thế. Thôi xong. Thế mình phải làm xong cái cảnh năm này rồi mới nghỉ. Đây chú. Một mạch luôn, quá giỏi. Bắn đâu bây giờ? Chắc chắn là phải có cái gì ở trong. Bắn mẹ ở đây đi. Ha ha. Bắn đếch được. Hình như mình làm nó đập nhanh hơn thì phải. Rồi xong rồi. À đâu? À ha, mình bắn chúng nó một phát. Bây giờ thì nó hoạt động nhanh hơn. Nó đập với quay nhanh hơn. Hơi bị hên đó. Điều này thì làm sao? Ê! Ô!
mặc dù nó phải game kinh dị mà giật mình quá. À tao đi. Mẹ mày, tao sẽ bắn nát sọ mày. Wow. Ôi đừng, mẹ đang đẹp. À ha. Fuck. Sao tao đã. Cố lên nét. Cố lên nét đi. Ôi rồi, xong rồi. À ha. Ô ha. Chơi tao mà dễ à? Ô ha. Đó. Đạch. Gì vậy? Phải lên đằng trên. Tao sợ mày chắc. Kìa, nó kìa rồi. Chơi xấu vãi. Mình đi hướng này. Nhảy. Ờ ha. Đây rồi. Ơ đừng. Fuck me. Mà mãi mới đến đoạn này. Khó vừa lờ. Rồi rồi xong. Mà ôi trời ơi, giật mình quá. Không biết lúc nào nó quay từ hướng nào nữa. Độc má mày. Kẹt ở mép này lâu quá. Quay ra khác đi. Ok. Đừng nu. Gì vậy? Đứng. À ha. Nhảy. Ok.
Người đây không bị, đúng rồi. Nhảy. Không bị, đứng đây không bị, đứng đây không bị. Đi gì vậy trời ơi. Nhảy. À, còn miếng ăn. Nhảy. Đúng rồi. Đi từ từ, đi từ từ. Nhảy. À ha. Finally. Fuck you. Cười gì. Rồi, giờ mới là lúc nó lên đồng đây. Ôi giời ơi. Quá hả. À. Quay rồi không kịp trở tay nữa. Đừng. Rồi khó đấy, nếu phải dễ rồi. Đứng rồi, nó quay một vòng có khi chưa đến một giây. À. Quay từ hướng sau à? No! Rồi, thôi đừng. Fuck this. Lại đường sau mẹ kiếp. Bắt buộc phải nhảy đường fan một. Cái gì vậy? I'm fucking. Anh biết rồi. Đừng. Trời ơi. Thả cho tao đi mày. Phát nữa thôi. Đúng rồi, quay bên đó đi. Gì thế? Nhảy lỗi đấy em. Rồi, rồi. Anh vẫn đứng dậy. Rồi. Còn nhớ được. Đập cho đéo cái dậy chứ.
lên đây rồi, lên đây là mừng rồi. Cái kia đã đóng rồi đúng không? Thế còn cái bên này nữa. Trời ơi, nó quay theo hướng này. Ê, đây. À, trời ơi, không có gì. Chỗ này không đến nơi thì phải. Đừng, 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 đừng. Đến nơi rồi. You bitch. Lần này thì đéo có trượt đâu. Đéo có trượt đâu. Cuối cùng cũng xong. Yo 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 yo. À hả. Đến với em đây. Bạch. Yo. No. Yo, mình sẽ tạm dừng ở đây và hẹn các bạn tại phần sau, tức là mình sẽ chơi từ 7 đến 12. À, cũng còn tùy độ khó của nó nữa, tại vì mẹ cái phần 6 vừa rồi mình thấy nó quá là khó đấy. So với mình thì còn nhiều người khác chơi giỏi hơn thì mình không biết. Goodbye.